nơi, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam bỏ bãi cả, mà gian lao ngàn hàng trên quê hương xa, hoàng trung xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi đem tay xuống. Chúng tôi thuộc cựu Hội cựu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin được cảm ơn tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay và hy vọng rằng những dòng nhạc và những lời hát của chúng tôi sẽ đem đến cho tất cả quý vị một sự thoải mái và một sự an vui và một sự bình an trong tâm hồn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thay mặt Liên hội cựu quân nhân, chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong một chương trình khác. Xin chào quý vị.